các bạn, mình tên là Mai Hà Vũ, mình năm nay 8 tuổi rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con roi tên là Cannon Bull. Đây, các bước thực kiểu của nó như sau. Đầu tiên, các bạn lấy hai, các bạn sẽ thấy có hai thanh màu nâu. Đây, các bạn nhìn cái chốt, nó có cái chỗ, nó có một hình tròn, nhưng nó có một cái đường ngang ra. Các bạn lắp theo cái chốt ý. Đây, như thế này. Một cái chốt nữa như thế này. Đây. Đấy. Xong rồi các bạn lắp phần này. Các bạn tìm trong đó một em. Đây. Các bạn phải tìm được. Tương tự với cái phần còn lại nha các bạn. Mình làm sai rồi. Anh em một. Đây, các bạn nhìn kỹ nha. Đây. Đây các bạn tìm phần to to mà nó có mấy cái răng răng ở đây nha các bạn. Đây. Phần này đây. Đây xong rồi các bạn sẽ nhìn. Xong rồi. Các bạn lắp vào cái ô tròn tròn. Có ở đây thì nó có một cái tròn tròn như này, các bạn chỉ cần cho vào cái chốt ở đây người ta đã cho sẵn. Ý một cái tiếp một cái này nha các bạn. Đấy. Tiếp theo. Xong rồi mình sẽ lắp cái phần đây như cái phần như này nha các bạn. Ở đây. Này. Sau đó các bạn lắp tiếp phần đuôi này vào. Các bạn sẽ lắp vào cái chốt ở chỗ này. Chỉ cần dí một cái. Tiếp đến một cái tiếp theo. Đó là các bạn sẽ lắp phần. Các bạn tìm trong phần màu sáng, các bạn sẽ thấy chi tiết này. Ở chỗ này người ta đã chìa cho mình hai cái chỗ sẵn. Xong rồi mình chỉ cần ấn hai cái này vào, xong rồi mình cho vào cái chỗ này nha các bạn. Bông bông bông. Chỗ này là mẹ các bạn. Đây, phần chân nó như thế này. Xong rồi các bạn chỉ cần cho cái đầu này vào. Đúng rồi. Xong rồi các bạn cho ốc. Ok. Hình như là cái chân này là cái chân nhỉ. Đây, cái chân này là cái chân thứ nhất luôn nha các bạn. À không, cái chân này phải chân thứ hai. Chân hẳn dưới. Đưa ra một viên ốc nào. Đấy các bạn lắp vào đây. Ok. Bạn lắp tiếp. Ốc. Nếu mà nó chỉ có, nếu nó chỉ có một cái ốc này thôi là nó lắp ở dưới chân dưới. Nếu nó có một cái ốc như này với cả một cái đường như này là nó lắp ở trên nha các bạn. Em ơi cái ốc này, cái ốc này. Để cái đoạn. Đây các bạn lắp như này, nó ở đây. Người ta bảo là ở đây có cái chốt nhưng không có nha các bạn. Mình chỉ lắp như này thôi. Đấy, cho nó lỏng lẻo chỗ này thôi, nhưng tí nữa các bạn gắn phần chân vào, mình gắn phần tiếp phần giáp. Phần giáp này vào là nó sẽ cứng lại nha các bạn. Đây, lắp tiếp ngược lại cái phần còn lại. Đừng lắp mắt cho nha, đừng lắp mắt cho. Đây là lắp chân này các bạn. Anh cho một đèn. Anh em một nhỉ. Đây, mình lắp hoàn thành nốt phần chân nha các bạn. Mình sẽ lắp nhanh qua để cho các bạn lắp tiếp phần còn lại của con này. Em biết mình sẽ lắp tiếp phần chân còn lại của con. Đã lắp một cái chân rồi đây. Các bạn chỉ có lắp như này thôi. À không. Như thế này. Các bạn canh cho nó chuẩn cái ốc vào, xong rồi các bạn vặn một cái ốc bằng cao su này, một phần chân bên lại cho một lần nữa. Đây, dí cái ốc này trên vào. Các phần chân bên dưới. Hoàn thành xương rồi nha các bạn. Từ từ. Đấy. Trước khi lắp thì các bạn lắp nó vào một cái khe này. Xong cho luôn cái khe này vào luôn. Đấy, có một cái chốt đây các bạn dí mạnh, hơi mạnh một tí vào. Đấy, đã hoàn thành xong cái đầu nó. Tiếp đến. Tiếp đến ở đây. Ở đây nó có một cái chốt nhỏ ở đây. Không phải là cái chốt dưới này đâu, cái chốt dưới này là vặn ốc nha các bạn. Thế nó mình sẽ vặn sau. Đây, hai cái ốc, đủ hai bên. Đây, giáp. Cái đầu tiên là cái cành.
lát nha các bạn. Đây, cái phần đấy, tiếp đến tiếp theo tiếp hai phần dưới. Lúc như này thì nó sẽ như này. Rồi mình lắp tiếp trang theo. Đây, các bạn lắp như này. Chỗ này có hai cái chỗ này lắp. Còn bên là để bên con lắp một bên là sườn. Đấy, các bạn dí hơi dí mạnh mạnh vào, xong rồi các bạn có cái chuột đây. Đấy nó là ta hình dung ra đường nó là con gì rồi đúng không? Biết rồi. Tiếp mình sẽ lắp khẩu pháo nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ lắp cái chốt này vào. Đấy. Con người của anh đâu? Đấy. Đây, bước này thì nó cũng rất rối như bước kia. Đó là các bạn phải có chỗ này đúng không? Các bạn lắp vào như này. Này, với cả ở chỗ này nó có một cái khe phải đúng với chỗ này nha các bạn. Chỗ này hơi bị rắc rối. Đấy. Bước hoàn thành đã hoàn thành nó rồi nha các bạn. Đấy, nó như này. Cái xương còn hơi méo thì mình chỉnh lại. Đấy như vậy. Đấy. Và khi lắp xong thì nó vẫn còn thừa hai viên ốc. Để đề phòng những viên ốc này bị mất thì mình có thể thay thế những viên ốc này. Đấy. Đây, các bạn xem lại một lần nữa. Đây là 360 độ. Tên con này là gì thì mình xin giới thiệu. Con này tên là Cannonball. Tên tiếng Việt của nó là bò tót thần công. Đây, con này thì mình chưa có gắn pin, bởi vì mình vừa mới hoàn thành xong nên nó không thể mở cái này được. Nên nó không thể đi được. Đây, bạn nào muốn hỏi công tắc nó ở đâu thì nó dưới này. Nó được cày, nó được thiết kế là có một cái chỗ này. Đấy, các bạn đẩy qua để lại. Các bạn nhớ cái chỗ hồi đấy mà mình tháo cái chỗ này ra không? Lắp cái đấy, cái nhỏ vào đấy. Đó là cái chỗ này này các bạn. Đấy, nếu khi nó bùng một xăng dã thì nó sẽ bùng cái chỗ này lên. Đây, đấy. Nếu các bạn muốn thì các bạn có thể cho nó bắn chỗ này nữa. Chỗ này là để di chuyển cái chỗ này nha các bạn. Đấy. Đấy, để di chuyển nó thấp về cao. Đấy, bây giờ nó lại cao hơn những viên này đúng không? Đấy. Rồi. Đây. Căn bút. Chào các bé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.